tài vẫn đang diễn ra với hàng loạt những tình huống tranh chấp giữa đôi bên. Nhưng bây giờ là cơ hội dành cho các cầu thủ của đội bóng áo vàng. Không có lỗi và trọng tài vẫn đang cho trận đấu được tiếp tục. Anh Tuấn phá chuyền bóng vào, cơ hội dứt điểm vào. Như vậy là bàn thắng một tỷ số đã đến với các cầu thủ bên phía Liên Quân Đô Thành với pha lập công của Ngọc Anh. Một pha tổ chức pressing rất tốt. Đô Thành là những trận đấu quyết định đến tấm vé bước vào vòng trong của các đội. Và bóng bán kết rất nguy hiểm vào. Một tình huống ăn mừng rất ngạo nghề của cầu thủ mang áo số 12 bên phía Hồ Sơ Phan Đăng Lưu. Pha lập công của Thanh Long đã đưa trận đấu của chúng ta trở về vạch xuất phát. Nữ chuyên gia về phía trong, Tấn Đạt. Bóng vẫn còn Tấn Đạt. Cơ hội của em có trong dứt điểm không vào. Được chờ bóng dài của Quang Vinh rất nguy hiểm. Nhưng đó là một pha bóng vào chuyền bóng hơi sâu. Ngọc Anh. Một đường mở bóng hợp lý. Cơ hội vẫn không được. Nguy hiểm, một pha đóng rất trong dài. Không vào. Không qua được. Bảo Thái. Cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía Liên Quân Đô Thành. Bước sang hiệp đấu thứ hai này thì cả hai đội vẫn đang cẩn trọng lẫn nhau. Như đội bóng áo vàng đang là đội chơi ấn tượng áo vào. Pha lập công của Huỳnh Tiến. Một pha chạy chỗ và chọn vị trí rất đẹp mắt. Với bàn thắng này thì những diễn biến tiếp theo sẽ hứa hẹn trở nên hấp dẫn hơn và tiếp tục là pha tấn công bên phía các cầu thủ của Liên Quân Đô Thành. Đường mở bóng, cơ hội tiếp tục pha đặt lòng để có thể tìm ra nhà vô địch của giải đấu. Sau vòng đấu này thì sẽ điểm mặt được những đại diện bước vào vòng bán kết của giải. Rất nguy hiểm. Vẫn không được. Hai pha dứt điểm liên tiếp là của Thành Long. Chính bàn thắng này cũng đã giúp cho đội bóng áo vàng thi đấu trở nên chủ động hơn. Và chuyền bóng về phía công an rất nguy hiểm. Xem chút nữa thì đã có cơ hội để cho các cầu thủ. Đường chuyền bóng sệt. Cơ hội đang bất ngờ được mở ra. Thành Long. Cơ hội phản công dành cho các cầu thủ bên phía Hội Sở Phan Đăng Lưu. Không có được quá nhiều cơ hội như thế này đâu. Tấn Đạt. Rất nguy hiểm. Hai đều dành cho các cầu thủ bên phía Hội Sở Phan Đăng Lưu. Một bàn thắng có thể nói là đang vỡ hòa ngay lúc này. Các cầu thủ bên phía Liên Quân Đô Thành đang làm mọi cách để có thể. Đội màu trắng vẫn đang là đội có được cho mình lợi thế tốt hơn ở trong cục diện hiện tại của giải đấu. Cơ hội Tấn Đạt, Tấn Đạt có công vào. Quá đáng tiếc ở trong tình huống xử lý vừa rồi. Quân số của đội bóng áo vàng cũng đang dồn hết về phần sân của đối phương. Pha chuyền bóng hơi khó. Mình định dứt điểm từ xa. Vẫn là giữ tình huống chơi bóng cực kỳ tập trung của thủ môn Văn Đình Bình. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Không được. Và đã đầu không thành công của đội trưởng Anh Tuấn. Vâng, và như vậy thì ba hồi còi mãn cuộc của trọng tài cũng đã được vang lên. Một kết quả hòa với tỷ số 2 đều.
Đây là một kết quả có lợi dành cho các cầu thủ bên phía Liên Quân Ngôi Sao Phan Đăng Lưu để họ có thể